Minh Khoa xin kính chào quý khán thính giả. Mời quý vị cùng theo dõi chương trình thời sự ngày 8 tháng 1 năm 2024 của Ban Việt ngữ Đài Châu Tự Do. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị đến với phần tiêu điểm nổi bật. Thưa quý vị, nhiều công nhân ngoại tỉnh đang làm việc tại Đà Nẵng chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán 2024 như thế nào? Nhất là trong thời buổi kinh tế khó khăn hiện nay. Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau đây của chúng tôi. Mình có về quê, nhưng biển lưng nhiều ít nhưng em vẫn về quê. Về quê chứ, Tết mà, tại vì lâu lâu mới có ngày nghỉ mà, mới có dịp nghỉ mà. Chờ đây, Tết năm nay nghỉ nhiều nữa, tầm 8 ngày vậy đó. Về xe cả đi cà phê là chiều bạc, thì mình có ấy thì mình ăn ấy thôi, chứ trừ ra, kinh tế cũng khó khăn mà. Đó là chia sẻ của các công nhân từ những tỉnh thành khác nhau đang sinh sống và làm việc tại Đà Nẵng, thành phố đáng sống nhất Việt Nam. Theo thông tin được đăng tải trên website Báo Nhân dân ngày 5 tháng 1 năm 2024, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng cho biết, tính đến ngày 25 tháng 12 năm 2023, có 116 doanh nghiệp báo cáo về kết quả thưởng Tết Nguyên Đán Giáp Thìn năm 2024. Tuy vậy, nhiều công nhân khi trao đổi với RFA vào cuối tháng 12 vừa qua lại cho hay họ chưa nhận được thông tin gì về tiền thưởng Tết âm lịch sắp tới. Do công ty phần có thưởng Tết, chưa có lịch chắc chắn thôi. À, thường Tết là thường một tháng lương cơ bản, lương tháng 13 đấy, với 500.000 trên kênh. Dạ, vừa đủ thôi, chứ cũng có gì chả. Chưa có, ở chỗ cũng có thường Tết nhưng mà chưa tới ngay nhận. À, tuy theo công ty nha, công ty Mamuchi, ví dụ mình không nghỉ nữa thì xếp loại ABC vậy đó. Còn mình nghỉ nhiều thì thương ít. Ít ngày thì nhiều hơn, tiền thưởng chắc được 3-4 triệu đấy đó. Vẫn theo lời những công nhân vừa rồi, thường vào thời gian này mỗi năm, công ty sẽ yêu cầu công nhân tăng ca, giúp người lao động có thêm thu nhập trang trải cho dịp Tết cổ truyền đang đến. Nhưng năm nay lại ngoại lệ. Vì ảnh hưởng từ đợt dịch vừa rồi, không có đơn hàng nhiều nên cũng bị tăng ca lại. Nên Tết mình có tăng ca đấy. Không biết là tăng ca đấy. Một thời gian nghỉ dịch hơi khó khăn. Với lại là đi làm năm nay ở đâu cho tăng ca đâu. Gần Tết thì cho tăng ca 7 ngày, nói chung một tháng được 2 ngày vậy đó. Tình hình kinh tế khó khăn sau dịch Covid-19 đã gây thiệt hại rất nhiều đến nền kinh tế trên toàn thế giới, tác động mạnh lên các doanh nghiệp tại Việt Nam. Từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến kế sinh nhai của người lao động, khiến cuộc sống vốn đã không đủ đầy của họ càng vất vả hơn. Chẳng hạn việc hưởng nó cũng đủ, chứ mà đợt dịch nó... Thì hơn năm ngoái, không được dễ dàng như hơn năm ngoái. Giờ không đủ chi tiêu ấy. Em ở trò nên phải chi tiêu rất nhiều, rồi gửi tiền về quê nữa. Trước giờ là chưa khó khăn nhất, tại vì Covid cứ vừa rồi kìa, là nghỉ hay lâu, với lại tiền lương hơn được 7% như mấy. Nói chung là tiền lương tầm 6 triệu đi. Với mức lương công nhân á, nói chung là chỉ đủ sống qua ngày qua tháng thôi, chứ không bao giờ mà dư hết. Nói chung là làm tháng mua hết tháng đó. Rất là tiết kiệm, mười đủ qua ngày nè. Còn trong số người á, họ đi chơi đi đâu nữa là không bao giờ đủ. Đây em nói chung ít đi chơi lắm. Tại vì có con nhỏ mà, mình mua sữa mua đồ cũng đủ. Vào cuối tháng 12 vừa qua, công ty cổ phần K-Hinge Toys Việt Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, được truyền thông nhà nước cho hay đã dự kiến tạm dừng hoạt động 3 tháng từ ngày 3 tháng 1 năm 2024, khiến hơn 1.300 công nhân sẽ phải ngừng việc ngay đầu năm dương lịch 2024 và sẽ không có Tết âm lịch trọn vẹn. Vừa rồi là chương trình tiêu điểm nổi bật hôm nay. Sau đây mời quý vị cùng theo dõi những sự kiện đáng chú ý trong ngày. Kiến nghị kiểm điểm lãnh đạo thành phố Trà Vinh do còn hạn chế trong giải quyết khiếu nại. Bắt 3 thành viên nhóm team GTVN26 đưa tin thông tin gian dối, lừa tiền dân. Ngân hàng nhà nước sau khi thôi chức, 7 lĩnh vực lãnh đạo ngành ngân hàng không được giữ chức danh. Người Việt bị lừa đảo qua mạng gần 16 tỷ đô la. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Trà Vinh còn hạn chế thiếu sót trong chỉ đạo và giải quyết khiếu nại về lĩnh vực đất đai. Đó là nội dung trong kết luận thanh tra của tỉnh Trà Vinh vừa được ban hành và truyền thông loan trong ngày 8 tháng 1.
Thanh tra xác định từ ngày 1/1/2021 đến tháng 7/2023, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trà Vinh ban hành 8 quyết định thụ lý giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật, nhưng Ủy ban Nhân dân thành phố Trà Vinh chỉ giải quyết xong 6 quyết định, còn tồn tại 2 quyết định chưa xử lý được. Ngoài ra, công tác xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh còn chậm. Thủ tục giải quyết còn sai sót, dẫn đến giải quyết chậm đơn thư khiếu nại của người dân. Qua đó, Thanh tra tỉnh đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Thường vụ Thành ủy Trà Vinh kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với ông Dương Văn Miền, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, nguyên Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố; ông Huỳnh Văn Tùng, Bí thư Đảng ủy phường 5, nguyên Chánh Văn phòng Thành ủy, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố. Thanh tra tỉnh cũng kiến nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nội vụ tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trà Vinh giai đoạn từ ngày 1/1/2021 đến tháng 7/2023 trong chỉ đạo điều hành, còn để xảy ra hạn chế thiếu sót gồm ông Nguyễn Văn Tâm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố với vai trò là người đứng đầu ở địa phương giai đoạn từ 2021 đến nay, ông Lâm Quốc Thống, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố phụ trách công tác nội chính từ tháng 6/2022 đến nay. Ba thành viên của nhóm Team GTVM26 vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La cho truyền thông hay tin trên trong ngày 8 tháng 1 nêu rõ, ba người bị khởi tố gồm Vũ Thái Sơn, Nguyễn Văn Thường và Vì Văn Lâm. Trong đó, Sơn là giảng viên trường Đại học Tây Bắc. Công an cho biết nhóm Team GTVM26 được lập và hoạt động với mục đích là đăng bài có tuân thủ pháp luật. Trong quá trình hoạt động, nhóm này đã góp phần phản ánh được một số hình ảnh đẹp trong tham gia giao thông. Tuy nhiên, Công an tỉnh Sơn La sau đó phát hiện ba thành viên gồm Sơn, Thường và Lâm đã câu kết với một số đối tượng khác, lợi dụng là thành viên của nhóm này đã đi quay video, chụp ảnh việc làm nhiệm vụ của cảnh sát giao thông Công an Sơn La nhằm gây nhũng nhiễu, can thiệp trái pháp luật của việc thực thi nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát giao thông. Nhóm này còn đưa ra thông tin gian dối có nhiều mối quan hệ quen biết với lực lượng cảnh sát giao thông Công an Sơn La, có khả năng làm luật, bạo luật nhằm lấy tiền của người vi phạm. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành thông tư quy định rõ các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Ngân hàng Nhà nước và thời hạn mà người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý sau khi thôi chức vụ. Truyền thông Nhà nước loan tin trên trong ngày 8 tháng 1 nêu rõ nội dung thông tư số 20 có hiệu lực từ ngày 12/2/2024. Theo đó, ở điều 4 của thông tư quy định, 7 lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Ngân hàng Nhà nước, 3 lãnh đạo ngành ngân hàng sau khi thôi chức không được giữ chức danh quản lý doanh nghiệp, gồm thứ nhất cấp lại, thay đổi nội dung và thu hồi giấy phép hoạt động, cung ứng dịch vụ thông tin, tín dụng cho các tổ chức hoạt động thông tin tín dụng. Thứ hai, thanh tra, kiểm tra đối với các tổ chức hoạt động thông tin tín dụng, cấp phép hoặc đình chỉ hoạt động thanh toán của tổ chức tín dụng và tổ chức khác. Thứ ba, là cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán của các tổ chức không phải là ngân hàng, thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động thanh toán, cấp, thu hồi văn bản chấp thuận kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối cho tổ chức tín dụng và các tổ chức khác theo quy định của pháp luật, thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động ngoại hối. Lĩnh vực thứ tư là cấp, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất về trang sức, mỹ nghệ, giấy phép đối với các hoạt động kinh doanh vàng, thanh tra, kiểm tra đối với các hoạt động kinh doanh vàng. Thứ năm, cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng, chấp thuận việc mua bán, chia, tách, hợp nhất, xác nhập và giải thể tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật, chấp thuận danh sách dự kiến những người được bầu, bổ nhiệm làm thành viên hội đồng quản trị, hội đồng thành viên ban kiểm soát, tổng giám đốc, giám đốc của tổ chức tín dụng, chấp thuận những thay đổi khác theo quy định của luật các tổ chức tín dụng, trừ trường hợp quy định tại khoản 3, điều 4, thông tư 20/2023/TT-NHNN. Thứ 6, lập danh sách cảnh báo tổ chức có rủi ro cao về rửa tiền, thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động phòng chống rửa tiền. Và thứ 7 là thanh tra, kiểm tra, giám sát ngân hàng. Có gần 16 tỷ đô la Mỹ do người Việt Nam bị lừa đảo qua mạng trong tổng số 53 tỷ đô la Mỹ toàn cầu. Đó là con số rất lớn được ông Philip Hùng Cao, chiến lược gia và nhà truyền bá về Zero Trust,
cho biết tại lễ kỷ niệm 3 năm thành lập dự án chống lừa đảo của người sáng lập Ngô Minh Hiếu, tức Hiếu PC, chuyên gia tại Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng Quốc gia NCSC, được tờ Người Lao động loan trong ngày 7 tháng 1. Với con số trên, được thống kê từ Liên minh chống lừa đảo toàn cầu GASA và Dự án Xã hội chống lừa đảo đã phối hợp công bố báo cáo về tình trạng lừa đảo qua mạng tại Việt Nam năm 2023. Theo ông Philip Hùng Cao, cho thấy rằng Việt Nam là vùng trũng nhận thức thông tin và sử dụng mạng. Ông Hùng Cao cũng cho biết ngành công nghiệp lừa đảo qua mạng có tỷ suất lợi nhuận 2.500% trong năm qua. Dự đoán năm 2024, tỷ suất lợi nhuận càng tăng. Tại buổi lễ, ông Hiếu PC cho rằng Việt Nam có nhiều giải pháp, những ứng dụng lừa đảo, các trang web, áp dụng trí tuệ nhân tạo AI, truy vết và truy quét, sản phẩm an toàn thông tin cũng không thiếu, nhưng thông tin khách hàng từ các doanh nghiệp vẫn bị mua bán trên mạng. Qua đó, ông Hiếu xác nhận chính nhân viên bán dữ liệu ra ngoài, chứ không có hacker nào cả. Doanh nghiệp cần bảo toàn thông tin để không mất uy tín khách hàng, uy tín của chính doanh nghiệp, kể cả tránh những kiện tụng về sau. Theo báo cáo, Liên minh chống lừa đảo toàn cầu GASA về thực trạng lừa đảo tại Việt Nam, cuộc khảo sát rộng rãi với sự tham gia của 1.063 người Việt Nam cho thấy có 55% bày tỏ sự tin tưởng và khả năng nhận biết lừa đảo của họ, trong khi chỉ có 14% khiêm tốn thừa nhận hoàn toàn thiếu tự tin. Báo cáo GASA cho hay người dân Việt Nam đang phải vật lộn với các vụ lừa đảo với tần suất đáng báo động, với con số đáng kinh ngạc là 70% cho biết họ gặp phải các vụ lừa đảo ít nhất mỗi tháng một lần. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi chương trình tin tức thời sự của Ban Việt ngữ đã ai cho tự do hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai, cũng ngay trên kênh YouTube và Facebook RFA Tiếng Việt.